cách cài nhạc chuông điện thoại Samsung. Cách này anh chị cũng có thể áp dụng trên tất cả những cái điện thoại hệ điều hành Android khác. Cách cài nhạc chuông rất là đơn giản như sau mà không phải ai cũng biết. Thì anh chị cũng biết rồi, cái nhạc chuông của Samsung thì khi mà anh chị vào nhạc chuông như thế này nè, thì trong đây nó có vài cái bài nhạc chuông mà mặc định Samsung đã cài sẵn, nhưng anh chị thích một bài nhạc chuông khác, chẳng hạn như nhạc chuông có lời và hát theo những cái giai điệu mà anh chị yêu thích, thì cái điện thoại này gần như là không có. Thì bây giờ qua video này em sẽ hướng dẫn cái cách anh chị tải bất kỳ một bài nhạc chuông nào mà anh chị yêu thích vô máy, rất là đơn giản như sau. Trên điện thoại Android của mình thì anh chị mở cái trình duyệt Chrome lên. Đây, đây là trình duyệt Chrome. Và anh chị mở lên, nó hỏi gì anh chị cứ bấm chấp nhận và cho phép hết, đồng ý luôn tất cả những điều khoản. Sau đó anh chị vào trong cái mục tìm kiếm trong trình duyệt Chrome và anh chị gõ vào cái trang web là nhạc chuông.net, nhạc chuông.net. Đó, anh chị tiến hành bấm vào cái dòng nhạc chuông.net này giúp em. Chọn vào. Nếu như anh chị nào mà bấm vào mà tìm kiếm không ra thì anh chị xem ngày giờ của mình có chạy đúng hay không. Vừa rồi là ngày giờ chạy sai nên thành ra là nó không ra. Anh chị chỉ cần bấm vào nhạc chuông.net. Đó, thì anh chị bấm là nó sẽ ra. Nó ra, anh chị tìm đúng cái trang nhạc chuông.net giúp em. Sau đó anh chị bấm vào. Rồi và ở đây á, nó ra rất là nhiều bài hát và nhiều cái nhạc chuông mà đang hot nhất hiện nay. Chẳng hạn như bây giờ anh chị bấm thử một cái bài Náo Loạn Hữu Gươm Remix chẳng hạn, bấm vô. Đó, và anh chị có thể nghe thử cái bài nhạc chuông này luôn. Và đây là cái trang web tải nhạc chuông miễn phí, nên anh chị vào đây nó quảng cáo hơi nhiều, nhưng mà không sao, anh chị cứ thao tác bình thường thôi. Đó, sau khi mà anh chị tải thích một cái bài này nè, thì bên đây nó có 3 chấm. Ở trên cái dòng thanh bài hát này nè, nó có 3 cái chấm thì mình bấm vào. Nếu mà anh chị bấm vào ở đây nó không có cái mục tải xuống, thì anh chị tiến hành làm như sau. Anh chị kéo lên, thì ở dưới này nè, nó sẽ có cái chỗ gọi là chỗ tải xuống. Và em sẽ tải xuống vài bài hát cho anh chị xem. Mỗi một lần mà anh chị bấm tải, cái chỗ tải xuống này nó sẽ nằm khác nhau. Đây, anh chị bấm vào chỗ tải xuống ở đây. Đó, lúc này thì nó ra cái trang này là cái trang quảng cáo, thì mình bấm bỏ thôi, bấm vô dấu X tắt đi. Sau khi mà nó ra cái giao diện như thế này thì mình lại tiếp tục bấm vào 3 chấm ở trên cái thanh âm nhạc. Lúc này mình sẽ thấy cái mũi tên và có dòng chữ tải xuống kế bên, mình chọn vào. Thì sau khi tải về á, thì thường bài hát nó sẽ nằm ở trong cái mục download, thì anh chị tiến hành mở vào cái file của bạn nè, mở vào. Sau đó anh chị bấm vào trong cái chỗ tải về ở đây, thì ở đây anh chị có nghe cái bài là Náo Loạn Hồ Gươm nè, em bấm vào cho anh chị nghe thử. Đây, thì đây là cái máy xách tay, nó thiếu cái trình duyệt để hát nhạc. Và anh chị chờ em trong giây lát, em sẽ tải cái trình duyệt hát nhạc về. Thì nếu như mà anh chị nào gặp cái trường hợp y như trên đó, thì anh chị vào trong cửa hàng CH Play và anh chị gõ cái chữ Music vô. Anh chị tải cái Samsung Music nè. Ở đây nó sẽ có cái mục nhạc là Samsung Music. Anh chị tiến hành tải cái bài này về để nó đọc được cái file âm nhạc đó. Và cái trình mà tải này về nó rất là nhanh. Thì một số cái dòng điện thoại của anh chị, nếu mà không có cái trình hát nhạc này, thì em hướng dẫn anh chị luôn, thì mình tiến hành mình mở nó ra thôi. Rồi, nó hỏi gì mình phải cho phép hết luôn. Bây giờ mình tiến hành
mình bấm vào quản lý file nè, và mình bấm vào nhạc chuông này lại. Lúc này nó hỏi mình có mở bằng Samsung Music hay không. Mình bấm vào và bấm luôn chọn. Đó, sau khi mình tải một bài hát về xong thì mình muốn cài nhạc chuông thì mình vào trong mục cài đặt. Mình chọn vào âm thanh và rung. Chỗ nhạc chuông này anh chị chọn vào và anh chị bấm vào dấu cộng ở trên cùng bên góc phải. Ở đây nó sẽ có một cái bài nhạc chuông ở đây. Cái bài hát này á là cái bài hát mà anh chị vừa tải về. Thì anh chị muốn đổi tên cái bài hát này cực kỳ đơn giản luôn. Mình vào trong file của bạn nè. Rồi bình thường á, anh chị sẽ vào trong cái chỗ tải về là có cái mũi tên ở đây nè. Nhiều máy đề cũ thì nó hiện lên cái dòng chữ là download. Thì mình chọn vô. Thì mình nhấn giữ nó. Sau đó mình bấm vào nhiều hơn. Và mình bấm vào đổi tên. Đó, ví dụ như cái bài này là Náo loạn Hồ Gươm gì đó. Thì mình chọn đúng cái tên thôi. Hồ Gươm. Rồi, mình bấm hoàn tất ở đây. Khi mà mình bấm xong, mình bấm hoàn tất ở dưới này là xong. Và bây giờ mình quay lại cái chỗ mà chọn âm thanh. Mình sẽ kiếm cái bài hát này. Thì anh chị chờ em trở về. Đấy, nhạc chuông Náo loạn Hồ Gươm này. Đó, cái cách tải nhạc chuông rất là đơn giản như thế. Thì khi mà anh chị vào trong cái chỗ nhạc chuông á, thì anh chị thấy ở đây nó có cái chữ nhạc chuông. Đây là mặc định của cái trang nhạc chuông.net. Nó cài sẵn cái này rồi. Và trên cái điện thoại mình phải có công cụ mình mới xóa hoàn toàn cái mục nhạc chuông này được. Và thường á, khi mà anh chị chọn tới đây thì anh chị nên bấm vào để nghe thử một bài nhạc chuông. Sau đó thì mình có thể chọn cái bài nhạc mà mình yêu thích. Và bây giờ em lại thêm hướng dẫn anh chị thêm là mình lại tải lại cái bài hát đó. Em xin lỗi, là tải lại cái bài hát mới. Thì mình cũng vào trong mục chôm. Đó, sau đây khi mà nó tới đây nè, mình bấm nút trở về. Anh chị bấm nút trở về, nó sẽ ra giao diện như thế này. Nếu như anh chị muốn tìm một cái bài hát mà mình yêu thích thì mình bấm vào ba gạch ở đây nè. Mình chọn vào ba gạch ở đây. Sau đó ở đây nó sẽ xuất hiện một cái gọi là tìm nhạc chuông. Thì ví dụ như anh chị thích cái bài Em Gì Ơi chẳng hạn. Em Gì Ơi. Rồi và nó ra ở đây là đề xuất luôn. Em bấm vô đây. Và bây giờ em bấm vào cái dấu mũi tên nè, cho nó hát nè, nút play. Đó thì anh chị thấy ở đây nè, nó lại ra cái thanh công cụ tải về rất là khác. Và anh chị rất là khó nhìn. Đó. Vì sao? Nó chèn quảng cáo vô rất là nhiều. Tất cả những cái chữ tải về ở đây, bắt đầu ở đây, đều là sai hết. Và anh chị lưu ý là anh chị phải tải xuống trong cái hình chữ nhật này nè. Anh chị phải bấm vào cái dòng tải xuống ở trong cái ô vuông hình chữ nhật này nè. Và anh chị chọn vào đây. Đó là nó tải. Sau khi nó tải rồi thì anh chị bây giờ vào trong cái mục nhạc chuông nè, thử xem âm thanh và rung nè. Và anh chị nhớ là những ai mà khi mà bấm vào âm thanh và rung mà cái chỗ rung khi đổ chuông này đang tắt thì anh chị bật lên. Bật lên thì người ta điện tới nó mới rung, còn không là nó chỉ đổ chuông thôi. Sau đó mình chọn vào nhạc chuông nè, và mình bấm vào dấu cộng, và mình chọn vào cái nhạc chuông mình vừa tải. Khi mà anh chị chọn nhạc chuông á, thì anh chị xong, anh chị phải bấm chữ hoàn tất ở trên cùng bên góc phải. Mình phải chọn và mình bấm vào đây thì cái nhạc chuông mới được cài đặt. Và anh chị xem, bấm hoàn tất. Đó, lúc này trong cái mục nhạc chuông nó sẽ có cái mục nhạc chuông ở đây luôn, là bài Em Gì Ơi ở đây luôn. Đó, anh chị thấy không? Rất là đơn giản và rất là dễ làm.
Và em lại làm lại một lần nữa cho anh chị xem. Mình vào trong chôm nè. Đó, xong rồi mình bấm trở về. Bấm trở về hết luôn. Đó, em bấm trở về hết luôn. Rồi, thường thì nó sẽ ra như thế này. Anh chị bấm vào cái chỗ nhạc chuông.net. Đó, anh chị bấm vào dòng nhạc chuông.net giùm em. Nếu mà ở đây nó không hiện đề xuất thì anh chị gõ trên bàn phím là chữ nhạc chuông.net. Chọn vào. Và mình chọn vào cái trang web nhạc chuông.net. Sau đó ở trong cái giao diện này á, thì anh chị để em tăng độ sáng màn hình lên. Rồi. Sau đó ở trong cái giao diện như thế này nè, thì anh chị thích bài hát nào thì anh chị có thể bấm vô ba gạch ở đây. Và anh chị bấm vào tìm nhạc chuông. Bài tìm nhạc chuông thì anh chị có thể tìm những cái bài hát yêu thích và nổi tiếng, như bài Về Đâu chẳng hạn. Về Đâu. Đó. Rồi, bài Về Đâu mái tóc người thương. Chọn vô. Và ở đây là mình bấm mình nghe thử nè. Sau khi mà mình bấm nghe thử đúng cái bài nhạc chuông mình yêu thích á, thì mình kéo lên. Và anh chị phải để ý á, là ở đây á, anh chị phải tìm đúng có cái chữ tải xuống nằm trong cái hình chữ nhật như thế này, thì anh chị bấm vô nó mới tải về được. Và anh chị chọn vào thôi. Ở đây nó đã tải xong nè. Rồi mình lại quay vào trong cái mục nhạc chuông. Đó, mình bấm vào dấu cộng và mình kiếm cái nhạc chuông. Anh chị nhớ là mỗi lần mình tải một cái bài nhạc chuông mới về á, là nó nằm ở dưới cùng, chứ nó không có nằm ở trên, mà là nó nằm ở dưới cùng. Ví dụ như mình tải tới bài thứ 10 thì mình phải vuốt lên và nó nằm ở dưới cùng. Đó. Sau khi mình chọn bài nhạc chuông này thì mình phải bấm hoàn tất, thì nó mới vào cái bài Về Đâu mái tóc người thương. Rồi mình quay lại cái trình duyệt chôm nè. Mình bấm trở về. Ở đây á, nó có rất là nhiều nhạc hay. Và khi mà anh chị bấm vào trong cái chỗ này để em trở về nhạc chuông.net. Khi mà anh chị bấm vào ba gạch ở đây nè, nó ra rất là nhạc chuông hot, nhạc chuông tải nhiều rồi danh mục nhạc chuông. Thì mình có thể vào đây để mình chọn những cái bài nhạc chuông yêu thích. Chẳng hạn như bây giờ mình vô cái nhạc chuông tải nhiều. Đây thì mình bấm thử mình nghe. Có một số bài khi mà mình bấm vô nó không nghe được, do nó đang quá tải. Nó đang quá tải ở trên cái trang này, hoặc là trang web nó chặn lại. Thì mình bấm vào mình tìm kiếm bài hát thôi. Và bây giờ ở đây là những cái bài nhạc chuông mới. Mình có thể bấm vào xem tất cả ở đây để mình xem những cái bài hát chuông mới. Đó, thì bây giờ hiện tại là không biết lý do vì sao mà trang này hiện tại em vào thử nghe nhạc chuông nó lại không cho nghe nữa. Nếu như trong quá trình tải mà anh chị gặp những cái trường hợp như thế, mà nó treo như thế, thì anh chị tiến hành là bấm vào ba gạch ở đây, vào chương trình đa nhiệm, và mình bấm tất cả những cái này luôn. Sau đó thì mình có thể tiến hành mình quét bộ nhớ điểm của máy cho máy nó mượt mà trở lại. Và sau đó thì mình có thể, đây để em lôi cái phím chăm sóc thiết bị ra, và mình quét bộ nhớ thiết bị. Sau đó mình bật vào lại chôm và mình chọn vào cái trang web nhạc chuông.net lại xem có được hay không. Anh chị thao tác nhiều quá đôi khi là nó bị treo thôi. Và bây giờ mình thử, mình chọn một bài thử xem. Đó, nó ra giao diện này. Đó, đây là một cái bài nhạc chuông rất là độc đáo của iPhone 14 Pro Max Remix. Đây là một cái tên mà nhạc chuông đặt rất là buồn cười. Lý do là iPhone 14 hiện tại là chưa có công bố nhạc chuông mới. Thì thôi kệ đi, quay lại chủ đề chính là mình đã nghe thử được cái bài nhạc chuông rồi. Nếu mà nó lỗi thì nó bị treo thì anh chị làm cái thao tác mà em vừa chỉ. Sau đó thì mình chọn cái bài hát yêu thích và mình lại tìm cái chữ tải xuống ở trong cái hình chữ nhật như thế này nè. Đây mình chọn vào và mình tải về.
Rồi bây giờ thì mình tiến hành mình tải mình đặt thêm một cái bài hát nữa. Em vào âm thanh và room, chọn nhạc chuông và em bấm vào dấu cộng. Sau đó mình chọn vào cái bài nhạc chuông cuối cùng. Rồi, bây giờ nó không nằm ở dưới cùng mà đây nó nằm ở trên cùng. Vậy là cái máy này nó sẽ sắp theo thứ tự ABCD chứ nó không theo sắp theo thứ tự là tải sau thì nằm dưới cùng, nên là đôi khi có sự nhầm lẫn trong cái quá trình hướng dẫn này ở cái chỗ là sắp xếp bài hát, mong các khán giả bỏ qua. Sau đó mình chọn vào một nhạc chuông đó, chỉ cần mà mình nghe thử đúng cái bài nhạc chuông mình yêu thích mình vừa tải về, thế là mình bấm hoàn tất là xong. Rồi thì sau khi mà mỗi lần mình bấm hoàn tất như thế thì trong cái danh mục nhạc chuông nó sẽ hiện lên rất là nhiều nhạc chuông mình tải về ở đây. Thì mình chỉ không thích thì mình bấm vào dấu trừ màu đỏ để mình xóa nó đi và mình trừ một bài thôi. Đó. Và thêm một cái nữa là nếu mà anh chị nào mà không thích á, anh chị có thể vào trong cái chỗ file của bạn nè và anh chị vào trong cái chỗ tải về để anh chị chọn những cái bài hát nhạc chuông mà anh chị không thích, anh chị nhấn giữ và anh chị chọn nó. Sau đó anh chị bấm chữ xóa và chuyển vào hùng rác, thế là xong. Và đặc biệt là anh chị khi mà chuyển vào hùng rác á thì anh chị tiến hành bấm vào ba chấm nè, anh chị bấm vào thùng rác, anh chị bấm vào xóa thùng rác một lần nữa, dọn rác nè. Rồi, sạch sẽ. Thì kể từ nay anh chị nào cũng có thể tự tải nhạc chuông cho mình trên chiếc điện thoại Samsung cũng như là chiếc điện thoại Android thật là dễ dàng và ai cũng có thể làm được. Video đến đây là kết thúc. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các khán giả trong video lần sau.